4708 nè. Mến chào các bạn nha. Hiện tại thì mình đang đi xuống Thạnh Đức Gò Dầu, thì mình gặp cái chiếc 4708 nè. 4708 bữa nay nó về lại bên Thạnh Đức Gò Dầu nha. Bữa mình quay thì ở bên Dầu Tiếng Bình Dương nha các bạn. Bữa nay thì về đây cũng tiếp tục bỏ ba cái phân vi sinh nè. Cái túi này nó nặng đó nha các bạn. Cái túi này tới nghe nói là tới 700-800 kg rồi, nên là phải dùng cua be hoặc mấy chiếc máy cày mà chế gấp mía đó, gấp bỏ lên nha. Bên đây là chiếc siêu phẩm MF 399 399 nha các bạn. Đang gấp bỏ lên nè. Lấy lên liềm gạch, lấy liềm gạch cho nó xuống ha. Đây rất nhanh luôn ha. Đấy, chàng luôn rồi, chàng luôn rồi. Cái đó là không có ngưng được. Nó đang xuống, cái đó là không ngưng được. Là mình cắt ở dưới mà. Rồi giờ. Mỏ này chạy nhanh lắm nha các bạn. Nhanh cho lắm. Đất này bữa nay cứng nè. Đất bữa nay cứng nha các bạn. Cứng nên nó chạy nó không có đang nhìn không đã lắm. Nó bỏ sâu xuống dưới là nó lấp lại luôn nha các bạn. Đây. Có chiếc Chonde ở dưới kia nó đang đánh lá mía dưới đó kìa. Chiếc sáu sáu con qua. Rồi đậu hướng này luôn hả? Kiểu này không có bấm ngừng được. Nó chạy xuống nó đâu không có ngừng được. Chạy xuống nó phải chịu à. Giờ phải leo lên gạch cái nữa.
nhiều cho các bạn xem rồi, tại hôm nay đi ngang gặp lại thì mình quay cho các bạn xem vậy đó. Thôi cái video này mình kết thúc ở đây nha các bạn. Anh chạy đi lên trên kia xa lắm, chạy lên khoảng 500m trên lên trên kia lên nha các bạn, cái hậu nó dài gì đó, phải là lô lô cao su á. Siêu phẩm đang làm việc.